hơn nhá. Đúng rồi, thích cảm giác nó khoái hơn, hiểu không? Bà cùng nhau xem một bộ phim thì có nhiều tranh luận thì nó sẽ hay hơn nhá. Đấy, lúc mà ngồi trong lớp thầy giáo vừa giảng mà hai thằng cãi nhau. Đúng là lót tí đi không sao thật anh ạ. Có gì ấy, nó phải có tác dụng chứ. Cái chắc nóng đi. Nóng lắm. Cái này thấy chưa? Cái này về phải biết lại. Cái này kia đi rán trứng được ấy. Chuyến hàng ngày hôm nay thì được tài trợ bởi chú gia đình chú Đăng Dương. Đấy, bao gồm là tổ đây là tủ kệ, chạm bát, rồi là cái nước và một bộ bếp ga. Đấy là tâm nguyện của mong muốn của chú Đăng Dương là giúp vợ chồng thêm tất cả các hạng mục đấy nữa. Còn những phần còn lại thì hai vợ chồng sẽ tự cố gắng mọi người nhé. Hôm nọ sau khi mà
công khai tài chính sau thì cũng không còn dư nhiều, còn dư hơn 400 thì nay là không cầm tiền mặt rồi. Khi nào anh qua thì anh gửi cho nhé, tiền dư. Ôi sao anh dùng được tiền đấy được không được đâu. Tiền đấy của các bác cho em thì anh dư bao nhiêu anh sẽ bàn giao lại cho vợ chồng. Còn vợ chồng thích mua con gà về đã hay cay anh thì cũng chẳng biết làm thế nào. Để làm chút ít vốn liếng để phát triển kinh tế. Tiết đến xuân về xách con gà xuống để thăm mấy đại sinh nhau đấy. Mua cái quả trứng về ấp. Thì coi như tôi cho anh nhiều cho vay. Vay khoảng 10 quả trứng sau này giả hà cho anh ấy. Nhưng mà đừng có anh dùng cho xăng xe máy đẩy nữa. Đấy không đáng vào thì cho nó không vận chuyển thì nó lại là mười năm nữa anh được anh lên đòi một đàn gà, không phải đàn gà con. Bút rửa vạch coi. Con bút rửa vạch không? Cái này thì để khoan bùn xuống.
Khoai tương, muối khoai tương đó, phần to này. Phần tương thì... Cắm điện đấy. Cho nó bằng cái gạch này luôn nhé. Thế vậy? Còn dê nữa. Cho bằng gạch này luôn. Rất dựa vào gạch này nhưng mà không cần phải bắn dê nữa. Dạ, đúng rồi, đúng thế. Cái gì nữa? Cái này là bánh gì hoặc là mình đâu không biết con quá nửa cái chân. Bé thì thôi. Bé thôi. Bút đâu? Ôi, cái kia to, cái kia cũng to đấy. Không to. Ừ, được. Bó thì là được rồi. Bốn ấy anh. Vậy vậy. Bốn V nó như 2 trên 2 dưới. Ừ. Không cần xa đấy đâu. Đây. Đây, cái này là 2 trên 2 dưới. Ăn đi trên nương dây. Hai cái là trẻ lớn này.
tay kia trẻ nhìn giống nhau thế. Em đang bảo trước họ của anh kia. Không hiểu. Cái anh ngồi một giờ ngồi đây đấy. Ngồi cùng anh, cùng anh. Không nào nhỉ? Sáng, sáng rồi. Không, Minh. Minh à, Minh cùng khóa thôi. Cùng khóa thôi. Cùng khóa anh đấy thì thằng gái yếu hơn nên là không cùng lớp anh trên được. Không cùng à. Phải cùng bộ một tay phải năm mươi tiền phải năm mươi đấy là phải lựa sơn bao giờ phải tắt máy chứ cầm tay mà cái này thì lo chùi đi một tí nhé. Thức ăn mình để dưới này, thường thường nếu mà bát rửa bát khô thì bát lấy rửa thì mình để một bên, thức ăn mình sẽ để một bên để nó đỡ bị nước bị rơi vào. Nhưng mà thường thường thì thức ăn thừa mình chẳng có nhiều đâu. Cái này thì thoải mái, chỉ có người đứng lên thì không được thôi, bác cũng để thoải mái, không không cho trẻ con đu đâu nhá. Mình có chắc đến mấy nhưng mà người phá thì bao giờ nó cũng sẽ hỏng thôi. Để thức ăn ở trong này thì người mũi nó không không ăn đêm có bụi thì nữa là lo chùi đi một chút. Cái này thì em mới được là vợ em hơi thấp đi nhỉ. Thì cái tại vì là xuống dưới thì nó vướng đây, với cả chỗ này mình rửa bát nữa nó cũng vướng này. Thực ra là cao như thế là hợp lý. Còn trẻ con thì không thể dùng được rồi đương nhiên. Đúng không? Nhưng mà sát đây quá thì thứ nhất là anh của anh sẽ phải bắn lại đây, mình sợ nó vỡ lại này thì khó. Năm nay là nhẹo, nhìn từ xa này ok. Đó, bếp ga nhé. Chỗ này thường thường ví dụ đây, mình nấu ăn thì thức ăn mình nấu xong mình sẽ để bên này, hoặc là có thớt thì mình sẽ để chặt đồ bên này. Đấy, chặt đồ bên này, cứ đừng chặt vào đây nhé. Còn đây rửa bát này, rửa bát rửa rau, trong này mình có thể để tạm rửa rau. Đấy, nước thì chỉ cần vặn thôi. Không quên mất, em ra ngoài kia quên mất bảo mua lấy cái xi măng trắng bít vào cho nó đẹp. Xi măng trắng một gói 25.000 thôi. Để việc bít mấy cái lỗ này là cái này thì đúng là may quá, vừa zin. Anh nhìn lấy cái 2m nhưng mà 2m thì không biết lắp ở chỗ nào. Đó, là có đồ để bát đũa chỗ này thì không cần phải dậy, nó tự sắp xếp được rồi nhé. Bếp ga thì lưu ý nhé, dùng xong thì tắt đi, bật thì biết rồi nó để vào một tí, cứ vặn không như này không được đâu nhé, cứ để vào một tí. Đó, cháy lù lù luôn. Đi đâu làm gì thì khóa ra và khóa thì vặn ra kia, tránh trường hợp trẻ con ở nhà nó không biết nó hở to quá thì nguy hiểm. Được chưa? Siết chặt. Nó cũng có cái chữ cờ lo xe đấy. Đó. Bây giờ nồi cơ điện mình có rồi đúng không? Đó, nồi cơ giữ trong này sẽ gọn gàng. Còn nấu nướng bếp củi ngoài kia thích nấu thì mình sẽ một cái hệ thống riêng để nó không ảnh hưởng đến những ngôi nhà đẹp đẹp của mình. Đó. Bộ bàn ghế thì em có thể xếp gọn một chút nữa để nó đỡ liền qua với cái chỗ nấu nước. Được chưa? Thôi bây giờ chuyển sang tách nước. Nào. Tay nước sẽ phải lên đỉnh đấy, lên đỉnh lên đôi. Hai chú cháu vác cái nước lên cho dao cắt đâu, cho mượn cái dao cắt. Keo nó có đâu? Còn nó keo về đây. Đây, cháu ơi. Fazendo.
tao vút rồi kìa. Được chưa, qua được chưa? Được rồi ạ. Lại đó, lại đó. Trước là đất mượn thì mình không để được, nó nặng mà. Mình xoay cái đó. Xoay cái rốn vào đây. Xoay cái then.
bây giờ tao xuống dưới này đây nhá, cho hai chú chó này ở đây thôi.